Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tiểu thương đổ dồn về chợ đầu mối lấy hàng khiến cho cửa khẩu Long Biên ách tắc nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Huyền, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Buôn bán đĩa lậu tăng cao trong dịp cuối năm. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện cơ sở sản xuất giò chả không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 với 3 số cuối là 687. Người dân về quê ăn Tết, quốc lộ 1A ùn tắc trong nhiều giờ. Phản ánh của khán giả Nguyễn Ngọc Nam ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xe tải chở sắt gây nguy hiểm cho người đi đường. Phản ánh của khán giả Phạm Minh Phượng ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang với số điện thoại 0168, 3 số cuối là 909. Một nông dân đam mê sáng tạo, tự chế ra nhiều loại máy móc phục vụ nghề nông. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 với 3 số cuối là 904. Du khách và người dân nô nức tham gia ngày hội qua Tết vì người nghèo tại Hội An. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Hà Uyên ở quận Đống Đa, Hà Nội. Dựng cây nêu trong Hoàng Cung Huế, chia sẻ của khán giả Đào Minh Nguyệt, số điện thoại 0123, 3 số cuối là 967. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khán giả Nguyễn Thanh Huyền, trú tại Đông Anh, Hà Nội cho biết, vào sáng sớm ngày 7 tháng 2, do có việc chị tình cờ đi qua khu vực cổng chợ đầu mối Hoa Quả Long Biên, Hà Nội. Cả một đoạn đường tà dài, tắc cứng vào thời điểm 4 giờ sáng khiến cho chị hết sức ngạc nhiên. Chị Huyền đã phải hết sức vất vả mới có thể cho xe chạy qua được đoạn đường này. Bốn giờ sáng tại cổng chợ Hoa Quả Long Biên, từng hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Nguyên nhân của tình trạng này là bởi các tiểu thương tới chợ Hoa Quả Long Biên nhập hàng về bán, đỗ xe đầy lòng đường. Tại khu vực cổng vào, từng đoàn xe tải kẹt cứng. Chen lẫn với dòng xe cộ là những công nhân khuân vác, tay đòn, tay gánh. Khu vực dưới gầm cầu, hàng hóa lấn chiếm hết lòng đường. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Thanh Huyền cho biết, vì là chợ đầu mối nên từ tờ mờ sáng, các tiểu thương đã đổ xô về đây để lấy hàng. Bên mỗi chiếc xe máy lại là 5-7 thùng hàng cao ngất đang tập kết ngay dưới lòng đường để chờ chẳng buộc lên xe. Theo chị Huyền thì ngày thường đoạn đường này đã đông, nhưng vào thời điểm giáp Tết, các tiểu thương đến chợ lại càng đông hơn, lượng hàng hóa tập kết cũng nhiều hơn. Cả một phần lớn diện tích đường bị chiếm dụng nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đã diễn ra. Người người lo chẳng buộc hàng hóa, hỏi han giá cả, bê vác thùng hàng. Không mấy ai bận tâm đến việc mình đang trở thành vật cản đường nghiêm trọng đối với những người tham gia giao thông. Ngoài ra, một cảnh tượng không mấy đẹp mắt diễn ra ngay phần cổng chợ. Đó là do các tiểu thương đều cố chen lấn nên đã dẫn đến việc tắc cứng ở cổng ra vào của chợ Hoa Quả Long Biên.
người vào không vào được, người ra không ra được. Mặc dù có biển cấm xe tải đặt ngay ở lối đi, song xe tải to nhỏ vẫn ngang nhiên ra vào, góp một phần lớn vào nguyên nhân gây ùn tắc này. Chị Thanh Huyền thiết nghĩ, có lẽ là trong những ngày giáp Tết, cơ quan chức năng bỏ lửng khu vực này, không có lực lượng ra để điều tiết giao thông, chấn chỉnh những người lấn chiếm lòng đường là điều khiến cho những người dân như chị vô cùng bức xúc. Ngoài việc người tham gia giao thông gặp khó khăn khi di chuyển, thì cảnh tượng đông đúc, chen chúc, hỗn loạn như thế này còn dễ làm nảy sinh các tiêu cực như nạn trộm cắp, móc túi hoành hành, gây tổn thất cho bà con tiểu thương. Thưa quý vị, giá rẻ, nhiệt tình mời chào khách, hàng đa chủng loại từ ca nhạc, hài kịch cho đến phim, lôi cuốn thu hút nhiều khách mua, tạo điều kiện cho đội quân bán đĩa rong xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là trong dịp giáp Tết. Khán giả Lê Kế Vương, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại một số hình ảnh về việc bán đĩa lậu này. Hình ảnh này được ghi lại tại một khu chợ của tỉnh Gia Lai. Ngay từ lối vào đã có rất nhiều người bán đĩa rong như thế này. Đồ nghề của họ rất đơn giản, chỉ vài chiếc giỏ nhựa hoặc thùng các tông bày đĩa lậu cho người mua lựa chọn. Kể thấy ai đi qua là những người này lại mời chào rộn rã. Khán giả Lê Kế Vương cho biết, cứ vào dịp cuối năm, các tụ điểm buôn bán đĩa lậu lại xuất hiện ngày một nhiều. Họ bán một cách công khai. Tình trạng này xuất hiện ở khắp nơi, nhưng buôn bán nhiều nhất vẫn là ở các chợ lớn nhỏ trong cả nước. Tiêu biểu như trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều tụ điểm bán đĩa di động ở các chợ. Qua tìm hiểu, khán giả Lê Kế Vương được biết, các đĩa ca nhạc hay đĩa phim được buôn về với giá rất thấp, chỉ là 2.000 đồng một cái. Nhưng khi bán ra thì lên đến 5 hoặc 10.000 đồng một đĩa với chất lượng rất thấp. Theo anh Vương, cuối năm là dịp đĩa lậu tung hoành với nhiều nội dung khác nhau. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử phạt đối với hành vi tàng trữ, mua bán đĩa không dán tem nhãn, hay còn gọi là đĩa lậu và đĩa có nội dung không lành mạnh do thủ đoạn hoạt động lén lút của các đối tượng. Thậm chí là khi bị xử phạt hành chính thì những người bán đĩa khai không có tiền nên không thể nộp phạt đã khiến cho các cơ quan chức năng gặp rất nhiều những khó khăn. Chúng tôi cũng rất mong rằng các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng và chấn chỉnh tình trạng trên để nạn đĩa lậu không còn cơ hội tung hoành như hiện nay. Thưa quý vị, khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại là 0979, 3 số cuối là 687 cho biết. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp Tết năm nay, vào lúc 17 giờ chiều ngày 6 tháng 2, Đội Quản lý Thị trường số 4 phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của gia đình anh Bùi Quang Chín ở tiểu khu 10, khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh. Qua kiểm tra đã phát hiện ra cơ sở sản xuất giò chả của gia đình anh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng các loại phụ gia không có nhãn mác, xuất xứ không rõ ràng. Đây là những hình ảnh được ghi lại khi Đội Quản lý Thị trường số 4 tiến hành lập biên bản cơ sở sản xuất giò chả này. Hàng trăm khoanh giò đã được đóng gói hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ Tết. Chủ cơ sở đã phải ký vào biên bản xác nhận việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu không được phát hiện kịp thời, toàn bộ số giò này sẽ được tuôn ra thị trường Kỳ Anh.
Tại cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện một số hóa chất không rõ nguồn gốc. Khán giả Trần Mạnh Hải cho biết, đội quản lý thị trường số 4 tỉnh Hà Tĩnh và đoàn kiểm tra liên ngành huyện Kỳ Anh đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số giỏ trà và các chất phụ gia không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời xử phạt hành chính với số tiền là 35 triệu đồng để răn đe đối tượng. Qua đây thì một lần nữa cho thấy, mặc dù đã được tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vì lợi nhuận, nhiều cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm vẫn không đảm bảo chất lượng, đe dọa đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng trong dịp Tết. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay mùng 7 tháng 2, dòng người ùn ùn rời thủ đô về quê ăn Tết đã khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc kéo dài. Tại một số đoạn đường ô tô xe máy bị kẹt, kéo dài hàng km trong nhiều giờ liền. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh phản ánh của khán giả Nguyễn Ngọc Nam ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hình ảnh được ghi lại trên quốc lộ 1A trong ngày 7 tháng 2. Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong ngày 7 tháng 2, tuyến đường này đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Nhiều ô tô chở hàng nối đuôi nhau tiến vào thủ đô. Người điều khiển xe máy vất vả len lỏi vào giữa dòng ô tô. Nhiều trẻ nhỏ cùng cha mẹ về quê ăn Tết cũng chịu cảnh tắc đường dưới cái nắng khắc nghiệt trong mùa đông. Hàng hóa chở công kênh cũng góp phần làm ùn tắc thêm nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông cố gắng phân luồng nhưng giao thông vẫn hỗn loạn. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với một phản ánh về giao thông do khán giả Phạm Minh Phượng ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có số điện thoại là 0168, 3 số cuối 909. Clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải chở sắt quá khổ quá tải gây nguy hiểm cho người đi đường. Những hình ảnh này được khán giả Phạm Minh Phượng ghi lại trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận thị trấn Xuân Mai, tỉnh Hòa Bình. Một chiếc xe ô tô tải chở theo nhiều thanh sắt lớn không được trang buộc ở mũi đầu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói là dù quá khổ, quá tải, chỉ chẳng buộc sơ sài, nhưng tài xế chiếc xe vẫn điều luyện khi điều khiển xe vượt qua nhiều người đi đường trong suốt một quãng đường dài. Việc này không chỉ vi phạm luật gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác trên đường. Theo phản ánh của khán giả Phạm Minh Phượng, thì khoảng thời gian này là thời điểm cuối năm nên trên các tuyến đường ở thị trấn Xuân Mai không khó để gặp được những loại xe như thế này với mật độ khá dày đặc. Chị Phượng tình cờ ghi lại được hình ảnh này vào đầu tháng 2 vừa qua. Suốt cả một chặng đường dài, chiếc xe ô tô chở theo hàng tấn sắt dài chạm cả xuống lòng đường nhưng vẫn băng băng chạy trên đường. Sự việc diễn ra trước sự bức xúc của người đi đường. Cũng theo chị Phượng cho biết thì do chỉ chẳng buộc sơ sài, lượng sắt lớn lại quá dài nên mỗi khi đi qua đoạn đường sóc hay gặp ổ voi ổ gà, chiếc xe lại chao đảo và đống sắt lại như sắp đổ ra đường. Nhiều người đi đường cũng không dám vượt qua hay lại gần chiếc xe này bởi lo sợ tai nạn sẽ xảy ra. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Minh Phượng thì xe ô tô tải tùy từng loại được thiết kế để vận tải với tải trọng và kích thước nhất định. Do đó việc chở hàng hóa công kênh sẽ làm mất cân bằng của xe và gây khó khăn cho việc điều khiển xe trên đường. Thưa quý vị, tại xã Ninh Tân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một người nông dân rất sáng tạo. Ông đã tự chế ra rất nhiều các loại máy móc và giúp cho bà con nông dân giảm bớt được sức lao động, nâng cao năng suất.
Đó là nội dung chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 với 3 số cuối là 904. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là ông Nguyễn Tấn Biền, là người nông dân đầy sáng tạo mà khán giả Vũ Văn Hội đã đề cập đến. Sản phẩm lần này, ông muốn giới thiệu với người nông dân là chiếc máy bơm nước chạy bằng sức kéo của động cơ xe máy. Động cơ xe máy được sử dụng thay cho nguồn điện. Vì thế mà người nông dân không cần phải kéo điện ra giữa đồng. Việc lắp đặt máy bơm nước này cũng rất dễ dàng. Chỉ cần giữ máy bơm đứng cố định, khi máy xe nổ sẽ làm máy bơm khởi động và bơm nước. Đây chỉ là một trong những phát minh gần đây của ông. Ông Biền cũng đã dùng xe máy để thắp sáng bóng đèn. Vào năm 2009, ông cũng đã sáng chế thành công một chiếc máy tách vỏ đậu rất hữu ích cho nhà nông. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Vũ Văn Hội cho biết, chỉ với một thiết bị tự chế rất đơn giản, chạy bằng sức kéo của động cơ xe máy, ông Nguyễn Tấn Bền đã sáng chế ra một chiếc máy bơm phục vụ hữu hiệu cho những người làm ruộng, làm rẫy. Nhờ có sáng chế của ông Bền mà người dân không còn phải lo kéo dây điện ra đến tận cánh đồng hoặc nương rẫy, hao tốn rất nhiều chi phí. Trong khi đó, những chiếc xe máy lại thường được người nông dân chạy ra ngoài cánh đồng. Sáng chế đã giúp cho họ giảm rất nhiều đến chi phí mua đường ống. Về công suất máy, có thể hút sâu hơn 3 mét, đẩy xa hơn 20 mét, tiêu tốn nhiên liệu khá thấp. Cụ thể là trong 1 giờ, máy bơm được 8 mét khối nước và chỉ hao tốn khoảng 0,3 lít xăng. Vì khi nổ máy, xe máy để ở chế độ mo, tức là không tải. Ngoài ra, thì ông Biền cũng lấy nguồn điện từ động cơ xe máy qua một biến áp sẽ thắp sáng được bóng đèn 220V, phục vụ cho việc thu hoạch mùa vụ vào ban đêm. Được biết, vào năm 2009, ông Biền còn sáng chế thành công một máy tách vỏ đậu giúp ích rất nhiều cho nông dân tại vùng kinh tế mới Ninh Tân, đỡ phải vất vả cực nhọc khi đến mùa thu hoạch các loại đậu. Với loại máy tách vỏ đậu này, ông đã nhận được 2 giải khuyến khích của cuộc thi Sáng tạo Khoa học tỉnh và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong cuộc thi Sáng tạo Nhà nông năm đó. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 2 vừa qua tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ngày hội quà Tết vì người nghèo. Tại đây, người dân và du khách tham gia làm bánh chưng, bánh Tết và các loại bánh truyền thống ngày Tết của phố cổ để tặng người nghèo đón Tết. Sau đây mời quý vị cùng đến với một số hình ảnh được ghi lại tại ngày hội này qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Hà Uyên ở quận Đống Đa, thành phố Đà Nẵng. Vào sáng mùng 6 tháng 2, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An đã tham gia cuộc thi làm các loại bánh truyền thống ngày Tết ở Hội An như bánh lăn, bánh thuẫn, bánh trái tim. Đến chiều, cán bộ và nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố lại bắt tay gói bánh chưng, bánh Tết và nấu thâu đêm để đến rạng sáng ngày mùng 7 tháng 2 kịp tặng người nghèo đón Tết Quý Tỵ. Không chỉ có người dân sinh sống và làm việc tại Hội An, những vị khách du lịch trong và ngoài nước cũng hào hứng tham gia ngày hội này. Gửi clip đến chương trình, khán giả Nguyễn Hà Uyên chia sẻ, vào sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, trong dịp đi du lịch tại Hội An, chị đã có dịp được tham gia ngày hội quà Tết vì người nghèo.
và được tham gia làm bánh chưng, bánh tét cùng các loại bánh truyền thống ngày Tết của phố cổ để tặng người nghèo đón Tết. Lúc đầu, chị cứ tưởng mình không thể nào làm được, nhưng với sự hướng dẫn của mọi người, chị Uyên đã làm xong một chiếc bánh tét khá đẹp. Chị Uyên cũng cho biết là đã làm dấu riêng chiếc bánh của mình để ngày 7 tháng 2, khi mọi người nấu bánh xong, chị Uyên sẽ trở lại xem bánh chín như thế nào và sẽ tự tham gia tặng chính chiếc bánh cho người nghèo. Chị Uyên nghĩ rằng mình thật may mắn được thưởng thức không khí này, một không khí đón Tết thật khác ở Hà Nội, nơi chị đã sinh sống. Khán giả Nguyễn Hà Uyên cũng cho biết, ngày hội quà Tết là chương trình thường niên trong những ngày cận Tết Nguyên đán do Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức. Được biết, có hơn 1.000 hộ nghèo và cận nghèo được đón nhận món quà Tết đầy nghĩa tình này. Mỗi suất quà Tết tặng đến hộ nghèo trị giá 500.000 đồng và hộ cận nghèo là 300.000 đồng. Vào sáng ngày 7 tháng 2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dựng nêu tại khu vực Hoàng thành Huế. Lễ dựng nêu bắt đầu bằng một đám rước có đầy đủ nghi thức cờ lọng, trống kèn, đội nhạc, đội vác nêu và lính hầu. Xuất phát từ cửa Hiền Nhơn, đám rước băng qua sân sau Điện Thái Hòa đến Thế Tổ Miếu. Tại đây, một hương án với đầy đủ vật phẩm, hương hoa được bày biện sẵn từ sáng sớm trên sân trước Hiền Lâm Các. Sau đây là một số hình ảnh về lễ dựng nêu này, hình ảnh do khán giả Đào Minh Nguyệt có số điện thoại 0123, ba số cuối là 967 đã cung cấp và gửi về cho chương trình. Những tấm ảnh này được chụp lại tại Đại Nội Huế vào sáng nay. Một tốp lính vác cây nêu đi qua cửa Hiển Nhân vào Hoàng thành Huế. Đi cùng đoàn là đội nhạc cung đình. Sau đó là lễ dâng hương trang trọng trước hương án đầy đủ lễ phẩm. Cây nêu sẽ được dựng tại sân Hiển Lâm Các, Hoàng thành Huế cho đến sáng mùng 7 Tết Quý Tỵ. Thưa quý vị và các bạn, lễ dựng nêu hay còn gọi là lễ thướng tiêu nhằm ngăn ngừa ma quỷ xâm hại, quấy phá trong cộng đồng, nhất là trong những ngày đầu năm mới. Lễ là một tập tục có từ lâu đời của người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Đào Minh Nguyệt cho biết, lễ dựng nêu bắt đầu bằng một đám rước có đầy đủ nghi thức cờ lọng, trống kèn, đội nhạc, đội vác nêu và lính hầu. Xuất phát từ cửa Hiền Nhơn, đám rước băng qua sân sau Điện Thái Hòa đến Thế Tổ Miếu. Tại đây, một hương án với đầy đủ vật phẩm, hương hoa được bày biện sẵn từ sáng sớm trên sân trước Hiền Lâm Các. Phần cúng bái của chủ tế và một số vị chức trách được tiến hành trang nghiêm và bài bản theo nghi thức truyền thống, theo tiếng hô sướng của vị quan cầm lỗ bộ trong tiếng đại nhạc và tiểu nhạc cung đình. Cây nêu sau đó được dựng lên ở giữa sân cỏ, trở thành biểu tượng tranh đấu giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và quỷ dữ, bảo vệ cuộc sống bình yên của mọi người. Dưới thời Nguyễn, tục dựng nêu được tổ chức rất bài bản, thường là vào ngày 25 Tết âm lịch, như là một dấu mốc cho sự ngừng nghỉ các công việc làm trong năm. Theo chị Nguyệt, thì mục đích của lễ thướng tiêu vừa góp phần tạo nên bản sắc văn hóa truyền thống, vừa làm cho không gian cung đình thực sự ấm áp, thể hiện đúng văn hóa truyền thống xưa của người Việt. Lễ hạ nêu tại sân Hiền Lâm Các sẽ được tiến hành vào sáng mùng 7 tháng Giêng, thành một dấu mốc cho một năm làm việc mới. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Ngay từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã đổ dồn về khu vực chợ đầu mối Long Biên để nhập hàng, khiến giao thông ở đây trở nên ách tắc và hỗn loạn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Huyền, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Giá rẻ, nhiệt tình mời chào khách, hàng đa chủng loại từ ca nhạc, hài kịch đến phim lôi cuốn thu hút nhiều khách mua, tạo điều kiện cho đội quân bán đĩa rong xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là trong dịp giáp Tết Nguyên đán. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương, trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 6 tháng 2, đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của gia đình anh Bùi Quang Chín ở tiểu khu 10, khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh. Qua kiểm tra đã phát hiện cơ sở sản xuất giò chả của gia đình anh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng các loại phụ gia không có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối là 687. Trong sáng ngày 7 tháng 2, dòng người ùn rời thủ đô về quê ăn Tết, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc kéo dài. Trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thanh Trì, Hà Nội, nhiều chủ phương tiện còn cho xe quay đầu ở giữa đường và đi ngược lại, khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn. Tại một số đoạn đường, ô tô, xe máy bị kẹt, kéo dài hàng km. Phản ánh của khán giả Nguyễn Ngọc Nam ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vào đầu tháng 2 vừa qua, khán giả Phạm Minh Phượng ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, số điện thoại 0168 3 số cuối là 909, đã tình cờ ghi lại được hình ảnh một chiếc xe tải chở sắt cồng kềnh gây cản trở giao thông. Do chỉ chằng buộc sơ sài, lượng sắt lớn lại quá dài, nên mỗi khi đi qua đoạn đường sóc hay gặp ổ voi ổ gà, chiếc xe lại treo đảo và đống sắt lại như sắp đổ ra đường. Nhiều người đi đường cũng không dám vượt qua hay lại gần chiếc xe này bởi lo sợ tai nạn có thể xảy ra. Tại xã Ninh Tân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một người nông dân rất sáng tạo. Ông đã tự chế ra rất nhiều máy móc giúp bà con nông dân giảm bớt được sức lao động, nâng cao năng suất. Gần đây nhất là chiếc máy bơm nước tưới tiêu hoạt động nhờ sức kéo của động cơ xe máy. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối là 904. Vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ngày hội quà Tết vì người nghèo. Người dân và du khách tham gia làm bánh chưng, bánh tét và các loại bánh truyền thống ngày Tết của phố cổ để tặng người nghèo đón Tết. Đây là chương trình thường niên trong những ngày cận Tết Nguyên đán do Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức. Được biết, có hơn 1.000 hộ nghèo và cận nghèo được đón nhận món quà Tết đầy nghĩa tình này. Mỗi suất quà Tết tặng đến hộ nghèo trị giá 500.000 đồng và cận hộ nghèo là 300.000 đồng, chia sẻ của khán giả Nguyễn Hà Uyên ở quận Đống Đa, Hà Nội. Sáng 7 tháng 2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dựng nêu tại khu vực Hoàng thành Huế. Lễ dựng nêu bắt đầu bằng một đám rước có đầy đủ nghi thức cờ lọng, trống kèn, đội nhạc, đội vác nêu và lính hầu. Xuất phát từ cửa Hiển Nhơn, đám rước băng ngang sân sau điện Thái Hòa đến Thế Tổ Miếu. Tại đây, một hương án với đầy đủ vật phẩm hương hoa được bày biện sẵn từ sáng sớm trên sân trước Hiển Lâm Các. Chia sẻ của khán giả Đào Minh Nguyệt, số điện thoại 0123 3 số cuối là 967. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.